Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi đến câu 7. Câu 7 là một câu giải phương trình vi phân. Phương trình vi phân này nó có cái phần RX, nó sẽ bằng nó chính là cái dạng 2, trường thứ 2. Và chúng ta sẽ đi theo phương pháp tìm nghiệm riêng. Thì để đi theo phương pháp tìm nghiệm riêng thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm nghiệm tổng quát của phương trình 2. Thì chúng ta sẽ có được cái phương trình thuận nhất liên kết với phương trình thứ nhất ở trên. Đấy chính là phương trình y2' cộng với 5y' trừ 6y bằng 0. Và có phương trình đặc trưng của nó, lúc này nó sẽ có hai nghiệm, đấy là k bằng 1 và k bằng trừ 6. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình này lúc này y0x nó sẽ bằng c1 nhân mx và cộng với c2 nhân m út trừ 6x. Đến bước thứ hai thì chúng ta phải đi tìm nghiệm riêng của phương trình 1. Thì để tìm nghiệm riêng phương trình 1 thì chúng ta phải dựa vào rx, nó bằng m út trừ 6x và nhân với cả 4x trừ 3. Thì ta để ý là k bằng trừ 6 lúc này nó sẽ là nghiệm đơn của phương trình 3. Và phương trình 3 nó sẽ có một nghiệm trừ 6 ở trên đây. Khi đó thì nghiệm riêng của phương trình này nó sẽ có dạng là x mà nhân thêm e mũ trừ 6x và nhân quý. Mà trong trường này quý thì sẽ cùng có cùng bậc với cả px là 4x trừ 3. Như vậy quý nó sẽ có dạng là x cộng b. Và ta nhân vào thì chúng ta thu được cái hàm y1x. Lúc này nghiệm riêng của phương trình 1 sẽ có dạng là ax bình mà cộng bx mà tất cả nhân với cả e mũ trừ 6x. Khi này chúng ta sẽ đi đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2. Thì đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2 của hàm số này ta thu được cái biểu thức như trên đây. Và từ đó thì chúng ta thay vào phương trình 1. Sau đó thì chúng ta có thể sử dụng đồng nhất thức. Thì chúng ta thu được một hệ phương trình. Lúc đó thì ta có được trừ 14a bằng 4 và 2a trừ 7b bằng trừ 3. Và giải giác nghiệm thì chúng ta có được là a bằng trừ 2/7 và b thì bằng 17/49. Khi đó thì chúng ta thay vào cái phương trình nghiệm riêng ở trên thì chúng ta có được cái nghiệm riêng của phương trình này lúc này sẽ là trừ 2/7 x bình và cộng với cả 17/49 nhân x. Sau đó thì nhân thêm e mũ trừ 6x nữa. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình 1 chính là nghiệm tổng quát. Chính là nghiệm tổng quát của phương trình 2 và cộng với nghiệm riêng của phương trình 1. Và chúng ta thu được cái nghiệm tổng quát nó như là trên trên đây. Và chú ý trong trường này đây là 17 chia cho 49 nhân x.